Tổng thống Gabon lần đầu tiên lên tiếng sau đảo chính. Tổng thống Gabon Ali Bongo kêu gọi những người bạn lên tiếng về tình hình nước này khi ông đang bị quản thúc sau vụ đảo chính của quân đội. Tôi đang gửi thông điệp tới toàn thể bạn bè khắp thế giới, hãy thể hiện thái độ bất bình với những người đã bắt tôi và gia đình. Tổng thống Gabon Ali Bongo, 64 tuổi, nói trong video đăng trên mạng xã hội ngày 30 tháng 8. Ông Bongo cho biết con trai và vợ ông đang bị giữ ở nơi khác. Ông nói thêm bản thân vẫn bị quản thúc trong dinh thự và chưa xảy ra vấn đề gì. Một lãnh đạo quân đội thông báo con trai và cũng là cố vấn thân cận Noredin Bongo Valentin của Tổng thống Bongo bị bắt về các buộc phản quốc. Tránh văn phòng Tổng thống Ian Chrisland Goglo cùng các quan chức hàng đầu của Đảng Dân chủ Gabon PDG cầm quyền cũng đã bị bắt. Nhóm sĩ quan quân đội Gabon trước đó cùng ngày tuyên bố lên nắm quyền ngay sau khi Tổng thống Bongo được xác nhận tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 64,27% phiếu bầu các sĩ quan tuyên bố hủy kết quả bầu cử và giải tán mọi thể chế nhà nước, đồng thời đóng biên cho tới khi có thông báo mới. Trung Quốc kêu gọi đảm bảo an toàn cho Tổng thống Bongo, trong khi Pháp cho biết đang theo dõi sát diễn biến tại Gabon. Liên minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại biến cố ở Gabon làm gia tăng bất ổn khu vực châu Phi, nơi xảy ra nhiều cuộc đảo chính thời gian vừa qua. Ali Bongo là con trai của cựu Tổng thống Omar Bongo, người cầm quyền từ 1967 tới 2009. Ông làm việc trong chính quyền của cha mình với vai trò Bộ trưởng Quốc phòng suốt 10 năm và được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng năm 1989. Giữ chức vụ này trong 3 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2009, Ali Bongo đắc cử Tổng thống với 42% phiếu bầu. Tuy nhiên, trong suốt quá trình nắm quyền từ năm 2009, Tổng thống Ali Bongo luôn bị phe đối lập hoài nghi về tính chính danh của mình. Tới cuộc bầu cử năm 2016, ông tiếp tục bị nghi ngờ, thiếu minh bạch khi đánh bại đối thủ với chỉ 6.000 phiếu. Phe đối lập Gabon cáo buộc đã xảy ra gian lận bầu cử, song PDG bác bỏ. Quân đội Gabon nói rằng họ đảo chính vì nhận thấy cuộc tổng tuyển cử mới nhất thiếu uy tín và sự quản lý vô trách nhiệm dẫn tới mối gắn kết xã hội ngày càng suy giảm, có nguy cơ đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Gabon có diện tích 270.000 km vuông, dân số khoảng 2,3 triệu người. Quốc gia Trung Phi này từng là thuộc địa của Pháp và được trao trả độc lập năm 1960. Nước này giáp vịnh Guinea về phía tây, láng giềng của Guinea xích đạo, Cameroon và Cộng hòa Congo. Niger, quốc gia ở Tây Phi, tháng trước cũng đã xảy ra đảo chính. Cộng đồng kinh tế các quốc gia ECOWAS phản đối áp đặt loạt lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa giao thông với Niger, đồng thời kích hoạt lực lượng thường trực để chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự vào nước này nhằm khôi phục chính quyền dân sự. Quốc tế lên án cuộc đảo chính tại Gabon kêu gọi khôi phục trật tự. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và chính phủ nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về tình hình Gabon sau khi các sĩ quan nổi loạn ở quốc gia Trung Phi tuyên bố đã nắm quyền và bắt giữ Tổng thống Ali Bongo Onimba. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án cuộc đảo chính tại Gabon, kêu gọi tất cả những người liên quan kiềm chế tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện, có ý nghĩa và đảm bảo nhà nước pháp quyền. Ông Steven Jurerich, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, Tổng thư ký đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn ra tại Gabon, kiên quyết lên án việc sử dụng đảo chính như một phương tiện để giải quyết vấn đề hậu bầu cử. Tổng thư ký tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với các cuộc đảo chính quân sự, kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tham gia vào một cuộc đối thoại toàn diện có ý nghĩa, đồng thời đảm bảo luật pháp, nhân quyền được tôn trọng đầy đủ. Liên Hợp Quốc luôn sát cánh cùng người dân Gabon. Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ quan ngại sâu sắc trước các sự kiện tại quốc gia sản xuất dầu mỏ Gabon và sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình. Ông John Kirby đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với mong muốn hòa bình và ổn định của người dân Gabon cũng như người dân khu vực. Về phần mình, người phát ngôn chính phủ Pháp Olivier Véran nhấn mạnh Pháp lên án cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra tại Gabon. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình trên thực địa và tái khẳng định mong muốn kết quả bầu cử một khi được xác nhận sẽ được các bên tôn trọng. Trước đó cùng ngày, một số sĩ quan quân đội cấp cao Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, thượng viện, hạ viện, tòa án hiến pháp. Đồng tái diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Một số sĩ quan quân đội cho biết nhà lãnh đạo này đang bị quản thúc tại gia trong khi nhiều người thân cận với ông đang bị tạm giữ. Cuộc đảo chính ở Gabon diễn ra chỉ hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại Niger. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu hiện giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo châu Phi khác nhằm bàn cách ứng phó với tình hình Gabon. Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu lên án các sự kiện và kêu gọi quân đội đảm bảo an toàn cho Tổng thống Ali Bongo Onimba và gia đình. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho biết hai nước hy vọng sự ổn định sẽ nhanh chóng quay trở lại với quốc gia trung phi châu phi nóng rực vì hai vụ đảo chính gabon và niger nigeria và liên minh châu phi au là những bên mới nhất lên tiếng về tình hình đảo chính ở gabon trong khi liên minh châu âu eu được cho là sắp trừng phạt phe đảo chính niger gabon đang là tâm điểm của dư luận quốc tế sau khi một nhóm sĩ quan quân đội tuyên bố nắm quyền vụ đảo chính gabon xảy ra khi các nước châu phi và eu vẫn còn đau đầu với tình hình tại niger Quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng với an ninh khu vực Tây Phi. Gabon là quốc gia thứ 8 tại châu Phi xảy ra đảo chính trong 3 năm nay. Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba được tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Tuy nhiên ngay sau đó ngày 30 tháng 8, các sĩ quan quân đội ở quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn này đã lên truyền hình tuyên bố chiếm quyền. Ông Ali Bongo đã bị quản thúc tại gia đối diện nguy cơ bị lật đổ sau hơn 50 năm cùng gia đình Bongo lãnh đạo Gabon. Phe đảo chính khẳng định hủy kết quả bầu cử đóng cửa biên giới và giải tán các tổ chức nhà nước. Ông Brice Olingui Nguyema, một trong các sĩ quan thuộc nhóm đảo chính, nói với tờ Le Monde của Pháp rằng các tướng lĩnh khác sẽ họp bàn trong ngày 30 tháng 8 để bầu người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp. Theo Reuters, hình ảnh trên video cho thấy ông Olingui Nguema là nhân vật quan trọng và có khả năng là lãnh đạo của nhóm lật đổ. Chiều 30 tháng 8 từ giờ Việt Nam, phát ngôn viên Ajuri Ngelale của Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết ông đang phối hợp với các lãnh đạo khác tại châu Phi để phản ứng trước cuộc đảo chính tại Gabon. Nigeria đang là chủ tịch nhóm cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS và cũng là quốc gia có tiếng nói quan trọng nhất tại khu vực. Theo ông De Tổng thống Tinubu đang theo dõi tình hình Gabon và sự chuyên quyền lây lan ở châu Phi với một mối lo ngại sâu sắc. Hôm 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban AU Mosa Faki Mahamat kêu gọi quân đội Gabon đảm bảo an toàn cho Tổng thống Ali Bongo và gia đình của ông. Ông Mahamat khẳng định theo sát tình hình với mối lo ngại lớn và lên án hành động đảo chính. Tình hình bất ổn tại Gabon không lâu sau vụ DJ đã khiến nhiều quốc gia lên tiếng. Pháp lên án vụ đảo chính quân sự và nhắc lại cam kết của chúng tôi đối với các cuộc bầu cử tự do minh bạch. Trong khi đó, Trung Quốc nói đang theo dõi sát diễn biến Gabon, kêu gọi các bên liên quan tại quốc gia vùng Trung Phi này tập trung vào lợi ích quốc gia và người dân, giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, đồng thời đưa trật tự về bình thường sớm nhất có thể. Trung Quốc cũng kêu gọi đảm bảo an toàn cá nhân cho tổng thống Bongo. Tương tự phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã nhận được các báo cáo đáng lo ngại về sự suy giảm nghiêm trọng trong tình hình nội bộ của quốc gia bạn hữu châu Phi này. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và hy vọng sẽ có sự ổn định nhanh chóng, bà Zakharova nói. Đại diện EU cũng khẳng định sự việc ở Gabon làm gia tăng bất ổn cho toàn bộ khu vực và đề cập tới sự cần thiết trong việc suy nghĩ thấu đáo về những gì đang diễn ra cũng như tìm cách cải thiện chính sách của châu Âu đối với các quốc gia châu Phi có đảo chính gần đây. Tây Ban Nha cho biết sẽ sơ tán lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình tại châu Phi sau các vụ đảo chính ở Niger và Gabon. Ông Joseph Borrell, lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU, khẳng định EU đang muốn theo chân ECOWAS và áp lệnh trừng phạt tương ứng lên các nhân vật đảo chính ở Niger. EU nối gót ECOWAS, trừng phạt chính quyền quân sự Niger. Liên minh châu Âu EU sẽ theo chân cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền quân sự tại Niger, tuyên bố được đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, Joseph Borrell đưa ra hôm qua 30 tháng 8 sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng EU tại Tây Ban Nha. Theo nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu, khối 27 nước thành viên ủng hộ nỗ lực của Ecowas nhằm khôi phục trật tự tại Niger. Các bộ trưởng quốc phòng EU đã một lần nữa khẳng định ý chí của chúng tôi trong việc hỗ trợ các giải pháp của châu phi cho các vấn đề của châu phi và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ hỗ trợ ECOWAS. Chúng tôi đã bày tỏ lập trường này. Ngay sau khi cuộc đảo chính tại Niger nổ ra, hãy đưa ra những sáng kiến quyết định để đảo ngược cuộc đảo chính quân sự này và chúng tôi sẽ làm theo. Cố gắng thực hiện cùng loại biện pháp trừng phạt mà ECOWAS đã quyết định. Ông Joseph Borrell nói, EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn nhất cho Niger. Trước đó hồi tháng 7, khối này đã đình chỉ hợp tác an ninh và hỗ trợ tài chính cho quốc gia Tây Phi, ước tính khoảng hơn 500 triệu euro trong giai đoạn 2021-2024 liên quan tới cuộc đảo chính vừa diễn ra tại gabon ông borrell khẳng định liên minh châu âu nước thành viên sẽ có phản ứng tương tự của cuộc khủng hoảng tại niger theo ông những gì xảy ra tại gabon đang làm gia tăng bất ổn cho toàn bộ khu vực buộc liên minh châu âu phải đánh giá lại chính sách đối với các quốc gia châu phi đang xảy ra đảo chính gần đây